Xin chào mọi người, hôm nay gia đình mình có cuộc hành trình đến Seoul của Hàn Quốc trên chuyến bay của hãng Korean Air. Từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay quốc tế Incheon mất gần 5 giờ bay. Sân bay quốc tế Incheon rất là rộng, vì thế khi vừa đáp xuống, chúng tôi lại tiếp tục di chuyển bằng tàu điện để đến khu vực làm thủ tục nhập cảnh. Từ sân bay quốc tế Incheon, chúng ta về đến thủ đô Seoul, ngay trung tâm của thành phố, mất gần 1 tiếng đồng hồ lái xe nha mọi người. Sau khi đến nơi, chúng tôi về khách sạn Ramada để nhận phòng. Đây là một khách sạn 4 sao, cũng là rất nổi tiếng ngay tại trung tâm thành phố Seoul. Khi màn đêm buông xuống, chúng tôi dạo phố đi bộ và ẩm thực của Hàn Quốc. Tại khu vực này có rất nhiều khách du lịch đến đây tham quan và thưởng thức món ăn đường phố. Nào, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau thưởng thức món ăn đường phố của Hàn Quốc nhé. Sau khi nghỉ dưỡng tại Seoul vài ngày, chúng tôi lại tiếp tục lên đường đến một thành phố khác của Hàn Quốc. Và kỳ này chúng tôi lại book một ngôi nhà nằm trên đỉnh núi. Nơi này rất là đẹp và lãng mạn và thơ mộng. Ngày hôm sau, chúng tôi lại tiếp tục đi tham quan nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng của Hàn Quốc tại thành phố Cheongsam. Mời các bạn tham quan cùng mình nhé! Thành phố Cheongsam là một thành phố trồng và sản xuất và xuất khẩu sâm rất là nổi tiếng trên toàn thế giới. Chúng tôi đã tham gia một chương trình ai gọt sâm nhanh nhất cùng với người bản địa. Sau khi kết thúc cuộc thi gọt sâm, chúng tôi lại di chuyển đến một khu vườn táo của tại thành phố Cheongsam. Thành phố Cheongsam cũng là một nơi sản xuất và xuất khẩu táo rất là nhiều. Táo đây ngon và rất là ngọt. Và mời các bạn tham quan và cùng hái táo cùng mình nhé. Right.
Sau khi hái và mua rất nhiều táo, chúng tôi lại tiếp tục di chuyển đến một địa điểm du lịch cũng rất nổi tiếng tại thành phố này. Đây là địa điểm quay rất nhiều bộ phim nổi tiếng của Hàn Quốc, trong các bộ phim cổ trang và hiện đại. Còn đây là vườn thú safari rất lớn. Nơi đây có rất nhiều loài thú khác nhau được thả rong tại khu vực này. Vì thế chúng tôi phải ngồi trong một chiếc xe được bảo hộ rất kỹ để chạy tham quan khu vực này. Ngày hôm sau chúng tôi lại tiếp tục tham quan công viên giải trí Everland. Công viên giải trí Everland là một công viên rất nổi tiếng, tích hợp tất cả các trò chơi nổi tiếng trên thế giới, giống như Disneyland. Còn đây là cửa hàng bán đồ lưu niệm của công viên Everland. Chúng ta có thể mua những đồ lưu niệm tại khu vực này. Sau một ngày tham quan công viên Everland, chúng tôi quay về khách sạn để chuẩn bị cho lễ đốt lồng đèn trời vào tối nay. Còn đây là lễ hội đốt lồng đèn trời được thành phố này tổ chức hàng năm. Chúng ta hãy cùng nhau viết những lời ước nguyện trên lưng trên lồng đèn và thả bay cao nhé.
Cuộc hành trình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Chúng ta hãy cùng nhau tạm biệt thành phố xinh đẹp và lãng mạn này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.